dalarjane Vậy jisna nebelo nam kain da khanjere nepal jero jero rab gawe rig ba jamba kain ba teda tam je tarba thambe ko jo tu bes ni jin ne dre che che la da nam mi am ji bom bo da ange jin la su chu chu la cha wa je ba nam sang sung ro rab do jin de be jero je ba teda je je tambe jo ni jin ne dre che che kan do chu chu dong ge jig de na de jin ma jo ba kan so teng dre dong be chu je char be jin nyam bar de ba tam je dre che che dubum da da mi chen nam da ndo agun je danam je zam bar tham je ge do da ge chö den to pal jin sa velam rum je da ge jor pe me de jin de kadin chi be gune je sung ku zung du je ngor drob za do so tab ge tum je sha je ri su chung chen jin mi tu du ji pung chung par sir ju lum bo ta bro je be go sha ji je be shab la cha cha lo cha pong kho lo je be je bo don chen nong ka bo sang bo sang ge kala kandu te la ter den bat sumba che re se la cha zo lo se je jo tam je ji shi pung bo chik du ba si shi kun ge pa jo lo jambe yang la cha zo lo kang che to ne shin je pon ya la so da cha me cho jir jir je ba do je jen la cha zo lo kor wa le tu tar re ma tu tar re jik je du tu re na han nam le tu ma yum la cha za ne che ja tam je zi be je ba do gen je le tu be tu je je sa me tle ze be tom ngo jong ge la me jab lo go ja ze je tam je zi be je do gen je le tu be tu je je sa me tle ze be tom ngo jong ge la me jab lo go ja za so de so la ma kin ze wa je sung shi la ma kin ze shin ji lo shi la ma kin ze wa teng ne ko ma kin ze sul de zi dang la ma kin ze tuk ji zi la ma kin ze wa chenno chenno la chenche de chenno chilla ter chen da ni la ma jaba de chenno choku ta la ningi kolo nam sam kan gi cha dang so nge sem ta che tam be me pa te gun gun be su ju ji ja se tu nam tar sab jing ja che ta la nir so ju yap jing ni le la shen ta la re wa ma chik kan gen da nin chen kun du jam myo kyu be sang jang chi ji tu ji shu chung se men jam men jo sur ni rang gi ni be le be se ta dong kyun nyam ma juru pa do chap shen so bar ma juru che hong wo jian yu jian nong zhang cang bian ma ge zhe dong bo la yan zhe chou ge mu dong ge bian ma zhong ne xie su cha kor du han zhe mang bo ge chi ji ji su ta du ji xin ji lu ji xie su su bu ji lu su gal jin bar jin mei jun jin tun jin sam ba du ba dang chou dong dong mong wo du zhe du su right so so happy that none of us died last night. Rất là vui là tại không có một ai trong chúng ta chết hôm qua. What I just recited. First, I make I invite, and these are most of the verses that I recited are coming from the sutras and the shastras. What I just, I've been reciting the prayer in the beginning. What is the shastra? Commentaries of masters like Shantideva and Nagarjuna. Yeah. Cái mà thầy mới tụng á, thì những câu trong đó đều từ trong kinh và trong những bộ chú giảng của các vị đạo sư. You have to know this. First, we are told, you know, Buddha, Bodhisattvas, and the Arhats teaches us that first we invite all those celestial beings and human and non-humans who wants to listen to Buddha Dharma, who had made promise to the Buddha that they will protect the Dharma. Như mọi người biết đó, là Đức Phật hay các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán dạy chúng ta đó là trước tiên là chúng ta thỉnh hay còn gọi mời các vị chư thiên, người hay là không phải người, hay là những vị mà muốn nghe Pháp và những vị có nguyện hộ trì Phật Pháp đó, thì mình thỉnh các vị đến. I can do that because what I'm saying is not something I thought about it myself, you know. It's actually things that
I learn from the sutras, things that I learn from the shastras, and things that I've learned from my really great masters. Tôi có thể làm điều đó không phải là vì cái gì đó tôi tự nghĩ ra, tôi làm điều đó là tại vì cái mà tôi được học từ kinh điển, từ những bộ luận của bộ chú giải của các vị đạo sư và những lời giảng dạy của các vị đại đạo sư. This is important. These days, there's so many things going on. Maybe not in the Vietnamese community, but outside, you know, everyone just see so many new strange traditions coming up. And many of them do not have their base in the teachings of the Buddha. Tại vì nó quan trọng là tại vì thời đại bây giờ nó có rất là nhiều mình gọi là truyền thống khác nhau được phát sinh ra. Và nhiều truyền thống đó thì tất cả sự giảng dạy giáo lý của truyền thống đó nó không có lấy lời dạy của Đức Phật hay là gọi là giáo Phật pháp làm nền tảng. That's not good from point of view of spiritual practitioners. Và điều đó không có tốt khi mà mình nhìn nó ở khía cạnh của một hành giả tâm linh. Because we want to know that the source of our practice, the source of the teachings, come from the Buddha or not. Tại vì mình muốn biết là cái nguồn gốc của pháp mà mình hành trì hay là nguồn gốc của những bài giảng bài pháp mà mình được biết được nghe nó có đến nó có xuất phát từ Đức Phật hay không? So if you ever doubt, oh, what is this person saying? Is it, you know, that sounds very weird? Then you should ask, where can I find this in the sutras? You know, where can I find this in the writings of authentic Indian masters like Nagarjuna and Shantideva? You know? Khi mà mình nghe một vị nào đó giảng dạy mà mình có nghi vấn và mình thấy nó lạ lắm thì mình nên đặt câu hỏi lại là mình có thể tìm hiểu cái thông tin đó từ kinh điển nào của Đức Phật hay là từ những lời giảng dạy, những bài chú thích của các vị đạo sư lỗi lạc của Ấn Độ giống như là Ngài Long Thọ vậy. Because now our time is like this, that whoever can speak better is considered good and authentic. Tại vì thời đại bây giờ đó, của mình đó, thì nó xảy ra cái vấn đề là nếu mà ai giỏi về giảng thuyết hay là gọi là thì mọi người được coi vị đó là giỏi và nó giống như là authentic. Không, authentic có nghĩa là giống như là một vị tu hành chân chính vậy đó. Unmistaken, right? Không có khuyết điểm á. Whereas for us, we want to know what we want to know that the source of our practice and the teaching is coming from a true realization. Tại vì đối với mình đó, mình muốn biết cái nguồn gốc của pháp mình hành trì hay là những bài giảng của mình được nghe phải đến từ một vị thật sự chứng đắc. So this is important. Like you know, I suppose you also go to many places and receive many teachings. You have to know the lineage. Cho nên nó quan trọng và thầy biết là chúng ta đi đến nhiều nơi khác nhau và nghe pháp và sự hướng dẫn khác nhau. Cho nên nó quan trọng là mình phải biết truyền thống đó. You have to know the source. Mình phải biết nguồn gốc của. Mm.
So to from the beginning to tell you and to tell myself, I request all the gods and goddesses, the Nagas and all of these beings who have made promise to Buddha to protect Dharma to arrive and listen to the Dharma. Then I pay homage to Buddha. Thì cái việc thầy làm đầu tiên á của hôm nay á là thầy thỉnh các vị trời rồng đã so những vị muốn nghe pháp và những vị muốn hộ pháp đến để bảo vệ và nghe pháp, và sau đó thầy đảnh lễ Phật. After paying homage to Buddha, then I pay homage to Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani and Tara, the Bodhisattvas. Sau khi mà đảnh lễ Đức Phật thì thầy lại đảnh lễ ngài Quán Thế Âm, ngài Văn Thù, ngài Kim Cang Thủ, ngài Tara, các vị Bồ Tát. Then I pay homage to Indian masters and Tibetan masters and my own guru. Và sau đó thầy đảnh lễ tới các vị đạo sư của Ấn Độ, các vị tổ Ấn Độ, các vị tổ của Tây Tạng, và cuối cùng là đảnh lễ bổn sư của thầy. So in this way, every time I start talking, I remind myself, oh, this is something very, very important, and I should make sure that whatever I say is true, authentic, honest. Cho nên qua cái cách đó thì lúc nào khi mà thầy giảng cái gì đó thì thầy luôn nhắc nhở mình là phải cẩn thận với những gì mình giảng, và nó phải thật thà, và nó phải đúng với lại chánh pháp. This is important. Và nó rất là quan trọng. So as I was saying yesterday, please generate proper motivation. Và hôm qua thầy có nói là mình nên khởi tâm đúng đắn. Here we are all practitioner of Mahayana. So for the sake of the Buddhahood of all sentient beings, I must achieve complete enlightenment. And for that and only that purpose, I, listen and contemplate on King of Aspiration. Tại vì tất cả chúng ta ở đây đều là hành giả của Đại Thừa. Thì hành giả Đại Thừa thì mình vì lợi ích thành Phật của tất cả chúng sanh, cho nên mình phải thành Phật. Và đó là mục đích duy nhất của mình. Vì đó mà mình nghe pháp, và mình nghe và mình tư duy về bài nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. With that type of motivation, then we should speak and listen and contemplate. Với cái động cơ như vậy thì từ cái động cơ đó mà mình nói nghe. Shakyamuni Buddha has said, "Chunam tamche chen chung thi du thi chi se bus." He said, "All phenomena follows causes and condition, and among causes and condition, supreme is motivation." Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói tất cả hiện tượng, hay là gọi là tất cả các pháp á, đều phụ thuộc vào nhân và duyên, và vượt trên cả nhân và duyên, hay là còn gọi là tối thượng á, nó phụ thuộc vào động cơ của mình. That our teachers then explain us that if you have the proper motivation, then when you're eating, sleeping, waking, whatever you do, when you do it with proper motivation, it's all meritorious, not just sitting and meditating and praying like this.
No matter what, even when you go to sleep with the motivation of bodhicitta, the entire duration of sleep becomes merit. Cho nên với cái động cơ đó, với cái tâm đúng đắn đó, thì tất cả những gì mình làm, như khi là mình ăn, đi, đứng, nằm, ngồi, đều sinh ra phước báo hết. Chứ không phải là chỉ ngồi thiền như vậy rồi tụng kinh thì nó mới có phước báo. Mà ngay cả khi mình ngủ với động cơ là bồ đề tâm, thì cái giấc ngủ đó nó cũng có phước báo. As the great Shantideva said, after taking bodhicitta, after making the motivation that decision that I will attain Buddhahood for the sake of all sentient beings, from that moment on, whether the person is eating, sleeping, you know, even when you become careless, you just are distracted, the merit of bodhicitta grows continuously until you lose the vow. Thì giống như trong nhập bộ tác hạnh khi vị đại đã nói là khi mà một khi mà mình khởi động cơ hay là mình khởi tâm nhận bồ đề tâm giới hay là bồ đề giới và mình khởi tâm vì là đặc tính mà mình thành Phật, mình đã thành Phật với cái động cơ, với cái tâm niệm đó, thì sau khi mà phát khởi tâm đó rồi, thì tất cả những gì mình làm, đi đến nằm ngồi ăn uống, nghỉ ngơi, hay ngay cả khi mà mình không làm gì hết, mình bị gọi là bị phân tâm hay là nó phước nó dẫn tăng trưởng do cái bồ đề tâm đó, phước nó luôn luôn tăng trưởng, mình không cần làm gì hết. Tới khi nào mà nó chỉ không tăng trưởng nữa, khi nào mà mình bị mất giới bồ đề tâm thì nó mới mất thôi. Thì cái câu đó trong ngày thực thiên nhập bồ tát hạnh là phước đức vẫn tăng trưởng tăng lớn như hơn không quên. So this is how our motivation should be. Cho nên cái đó là cái động cơ mình nên có. Because in the end, that's all there is. Tại vì đến cuối cùng thì chỉ có nhiêu đó thôi. If you do not have the motivation to bring benefit to all sentient beings for Buddhahood, then it's all pointless. Tại vì nếu mà mình không có cái động cơ là để làm lợi cho tất cả chúng sanh, để cả chúng sanh thành Phật, thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Because no matter what you do, you will never become Buddha. Tại vì dù bất cứ mình làm cái gì đi chăng nữa, hay là mình tu tập pháp gì đi chăng nữa, mình không bao giờ thành Phật được. Because you're not a bodhisattva. Tại vì mình không phải là một Bồ Tát. Please have that type of motivation. Cho nên mà làm ơn mọi người hãy có cái động cơ như vậy. Speakers and listeners alike, we should have also we should leave behind our pride and arrogance and ordinary afflictions, and for this moment, during these sessions, we have to be honest and only think about for the transformation of our mind and for benefit of others. Thánh thuyết và người nghe là thánh chúng đều nên cả hai đều nên là bỏ đi cái kiêu ngạo hay là của mình và chỉ ở trong cái thời này, trong cái thời giảng này thì chỉ nên tập trung vào vì lợi cho tất cả chúng sanh và vì cái sự chuyển hóa tâm thức của mình. So that being said, I would again request you to contemplate on Shakyamuni Buddha. Vì điều đó cho nên thầy muốn mình tư duy về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một lần nữa, hay là gọi là quán tưởng. It is as if
You were there during the time when Buddha attained Buddhahood under the Bodhi tree. Mình cứ tưởng tượng giống như là mình đang ở đó, thời điểm mình đang ở đó khi mà Đức Phật đạt được giác ngộ dưới cội Bồ đề. With the right hand touching the ground, left hand in meditation posture, head legs in Vajra posture, seated on a seat made with kusha grass. Với tay phải chạm đất và tay trái trong tư thế thiền định, và ngài đang bắt chân trong thế thiên can và ngồi trên cỏ kusha. And you in front of Shakyamuni. Và mình đang ở trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. And both of you seated under the Bodhi tree. You mean us and the Buddha? Yes. Cả hai, có nghĩa là mình và Đức Phật đều ngồi dưới cội Bồ đề. So very simple contemplation. Cái phương thức quán tưởng rất là đơn giản. Taught in many sutras. Được giảng dạy trong rất là nhiều kinh điển. Just sit and then look at the Buddha. Chỉ ngồi và sau đó ngắm nhìn Đức Phật. And also important part is that Buddha's eyes is fixed on you. Và một phần quan trọng trong này là cái cặp mắt của Đức Phật á nhìn thẳng mình. Please. Làm ơn. Thank you. Cảm ơn. This is important. In the sutra, Buddha teaches us to contemplate on the physical form of the Buddha. Nó quan trọng tại Đức Phật dạy mình đó là thiền quán về sắc tướng của Đức Phật. Even if in the sutra, it teaches us, even if you cannot think about the entirety of the Buddha, just his nail, his fingernail, understand? Just his thumbnail, if you can think about that, just the thumbnail of the Buddha, this immense merit. Nếu mà mình không có thể quán tưởng được rõ ràng sắc tướng toàn thân của Đức Phật, thì ngay cả khi mà mình chỉ tập trung vào móng tay cái của Đức Phật thôi, thì nó cũng đem đến rất là nhiều phước báo. And yes, when you're eating, think about how it must have been when people saw Shakyamuni eat. Khi mà mình ăn á, thì mình suy nghĩ là nó sẽ như thế nào khi mà người ta gặp đang nhìn thấy Đức Phật đang ăn. Same as sleeping, walking, sitting, no matter what you're doing, think about the Buddha. Cũng giống như vậy, khi đi đứng ngủ nghỉ, bất cứ điều gì mình làm,
lúc nào cũng nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. It's a very important meditation for the Bodhisattvas. Đây là pháp thiền rất quan trọng cho các vị Bồ Tát. Buddha Anusmriti, recollection of Buddha. Kinh tưởng niệm công đức Phật. So before we begin today, I again would like you to read to yesterday's, however much we covered till now. Trước khi bắt đầu buổi giảng hôm nay thì mọi người có thể đọc và tụng lại cái phần phổ hiền hạnh nguyện, tới cái phần mà mình đã ngừng giảng. Có nghĩa là mình đọc hết những cái gì đã giảng hôm qua. Tới những cái câu đã giảng hôm qua. We will have to until the Mara, the Mara of affliction. Tới ma đó, cái phần mà ma của phiền não. Yeah. Yes, thanks for number. Mình đọc đây, đọc từ đầu, từ đầu cho đến câu 20. Yes, no, you start. You are the chant master. Yeah, với câu 20 ấy. Từ đầu cho tới câu 20. Số 1 tới 20. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính niệm Phật danh vô thượng thiện nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đi đến nhà rồi đi bay đi vào nhà rồi đi vào nhà xin cái sự giúp mà giúp bà ta cái đó xin đi làm không đi làm cái đàn ông bà mẹ sẽ cho nó một cái gì đó để cho nó một cái gì đó để cho nó một cái gì đó tâm bà cha tâm bà con linh nhân tâm bà chúa bà tu chúa bà tâm bà chúa bà tâm 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 Do you want to do? Tập bá sinh kỳ dunya juba yam bá kỳ tâm mô rốt 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lê tân nhu mục đích lên năm lê doji di đình đô an dù yang chị đập mì chu mì chaba di mì đâm mì có topa mì tà ra chê. This was the yesterday's stanza. Free from afflictions, karma, and the works of Maras, may I act in every realm, like a lotus to which water does not cling, unhindered, like the sun and moon in space. Cái câu hôm qua thoát khỏi nghiệp chướng phiền não luôn ma sự, con sẽ phục vụ chúng sinh ở trên đời, chẳng bị buộc ràng như sen không bướm nước, như nhật nguyệt trên không xoay vòng tự tại. So we sentient beings, we suffer because we are under the influence of causes and conditions. Chúng ta là chúng sinh, chúng ta bị khổ đau là bởi vì mình bị phụ thuộc hay gọi là chi phối bởi nhân và quả. We have no freedom. Mình không được tự do. You know, samsara and nirvana is not like this is samsara, like Denmark is samsara. And then there is another place, this nirvana, and you go from here to there. Sinh tử luân hồi và niết bàn nó không phải giống như cái kiểu là ở Đan Mạch là chỗ sinh tử luân hồi và niết bàn là một nơi nào đó, giống như là mình từ một chỗ sinh tử luân hồi rồi đi đến nơi niết bàn, nó không phải là hai địa điểm như vậy. It's not a place. Nó không phải là địa điểm. Samsara is not a place. Nirvana is not a place. Sinh tử luân hồi nó không phải là địa điểm. Niết bàn nó không phải là địa điểm. It's a state of being. It's a condition. Nó là trạng thái của chúng sanh. Nó là condition. Giống như là điều kiện môi trường. Situation. Yeah. If you are not under the influence of causes and condition, then that's nirvana. Nếu như mình không bị chi phối bởi nhân và quả hay nhân và duyên á, thì đó chính là
Niết bàn. Some of my master, when they pass away, they pass away like this. They tell us, okay, now all of my work is done. One of my master, he passed away like this. Okay, now all of my work is done. I have built the monastery. The monks are all fine. Now I have nothing left to do. And after some day, he passed away. Một vài đạo sư của tôi khi các vị tịch, hay là có một vị đạo sư ngài nói là bây giờ việc làm của ngài đã xong, ngài đã xây dựng tu viện và chúng tăng cũng rất tốt, cho nên ngài không còn việc gì để làm nữa. Thì sau đó vài ngày cái ngài tịch. Another of my teacher passed away. He called his attendant and he thanked them for their service and he said, I will pass away tonight, you know. And then but he wanted to call such a teacher before passing away, like a last goodbye. And then the attendant he said, but it is evening, maybe better tomorrow morning, you know. And he said, oh yes, that's true. Maybe it's not polite to call him in the evening. So I stay until tomorrow morning. Yeah. Tomorrow morning he calls, they talk for 1 hour, and then he sleeps and he's gone. That's beyond the influence of cause and condition. You choose what to do yourself. That's true freedom. That's already nirvana. Yeah. Và có một vị thầy khác của tôi, ngài muốn tịch, cho nên ngài kêu gọi thị giả của ngài vào và cảm ơn thị giả cho cái sự phụng sự của vị thị giả đối với ngài. Và ngài nói là trước khi ngài tịch, nói là hôm nay ngài sẽ tịch, tối nay ngài sẽ tịch, ngài muốn, tại vì bắt đầu buổi tối rồi, ngài muốn gọi điện thoại nói chuyện với ngài tăng thống Sakakrishin. Thì ngài thị giả nói là bây giờ tối rồi, ngài có thể để ngày mai không, nó khuya rồi. Thì ngài nghĩ là cũng phải, tại vì không có lịch sự khi mà mình điện cho bên kia. Cho nên ngài nói là được, ngài sẽ để ngày mai. Và sau đó ngày hôm sau, ngài gọi điện cho ngài Sakakrishin, ngài tăng thống, và họ nói chuyện với nhau một tiếng đồng hồ. Sau đó rồi ngài ngủ, nghỉ ngơi và ngài tịch. Đó chính là vượt qua khỏi sự chi phối của nhân và duyên. Đó chính là tự do thực sự, và đó chính là Niết Bàn. We are not like that. Chúng ta thì không phải như vậy. Anytime anything can irritate us. Lúc nào và tất cả mọi thứ nó đều làm cho mình khó chịu. You cannot get hungry when you want to get hungry. Mình không thể nào muốn đói bụng khi mà mình không đói bụng. You cannot get happy when you want to be happy. Và mình không thể nào hạnh phúc khi mà mình muốn có hạnh phúc. We depend a lot on a lot of other things for being happy and unhappy. Mình phụ thuộc vào rất là nhiều thứ khác để cho mình được hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Being under the influence of causes and conditions unwillingly, that is samsara. Bị phụ thuộc vào nhân và duyên mà không có tình nguyện, đó chính là sanh tử luân hồi. No one think, I'm going to get angry, then I'm going to fight. Không có ai nghĩ là tôi muốn nổi giận, cho nên tôi sẽ đi đánh nhau. You just, anger comes with causes and conditions, then you must fight. You cannot stop yourself. Sân hận nó sinh ra từ nhân và duyên, và sau đó là bắt đầu mình cãi lộn hay đánh lộn. Same goes with desire. Nobody thinks, today I will generate a lot of desire. Cũng giống như vậy đối với tâm tham. Không có ai nghĩ là bữa nay tôi sẽ phát khởi rất là nhiều tâm tham. No one thinks,
today I will do something bad, and next life I will go to lower realms. No one thinks like that. Không có ai nghĩ là bữa nay tôi sẽ làm một cái gì đó xấu xa và đời sau tôi sẽ đọa vào những cõi thấp. And we don't know where we come from. We don't know where we go. Và mình không biết được mình đến từ đâu và mình sẽ đi về đâu. We just living day by day, moment by moment. Mình chỉ sống ngày qua ngày và từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Very uncertain. Không chắc chắn. That is samsara. Đó chính là sinh tử luân hồi. So free of affliction, later nhumong duje lenam this. To be free from karma means liberation. Để tự gọi là tự do với nghiệp lực đó chính là niết bàn. And that happens from the first bhumi. Và đó sẽ được xảy ra khi mình đạt đến sơ địa Bồ Tát. When the Bodhisattva sees the ultimate truth. Khi mà một vị Bồ Tát thấy được sự thật đó, an immense joy arises in the Bodhisattva, a joy that Bodhisattva never ever experienced before. And that is the first bhumi, and it is called extreme or supreme joy. Khi mà đạt được sơ địa Bồ Tát, Bồ Tát tự nhiên phát khởi được một cái niềm vui rất là lớn, và niềm vui đó Bồ Tát chưa từng trải nghiệm qua bao giờ. Và cái tên của cái trạng thái đó là cực hỷ địa. Yes. You are not a Buddha yet. Mình chưa thành Phật. Actually, a long way to go. Nó là một con đường dài. But you do not have anger anymore, attachment anymore. You know, ignorance like self-grasping anymore. Mình không còn hay là nói cho sơ địa Bồ Tát nha, khi mình chứng sơ địa Bồ Tát, mình chưa thành Phật và con đường thành Phật nó rất là dài từ sơ địa, và nhưng mà mình lại không còn sân, không còn tham, và không còn si ở đây là cái bám chấp vào cái tôi cá nhân của mình. As Nagarjuna says, Pakpe Kirtan Gavata Nau Dunga Tsen Nippons, noble beings, they abandon the suffering of birth, old age, sickness, and death. Giống như lời của Ngài Lâm Phò nói, các thánh họ rũ bỏ sinh lão bệnh tử. What is Nagarjuna? It means Lâm Phò. This means Naga is a dragon, is a Naga snake, and Chun Thọ, I think it's also mean receiving or long life. It's coming from Chinese tradition. Yeah, but I'm not sure it's where there's receiving, or I think it's more receiving, because the story is Naga offering him the Lotus Sutra text, so Thọ in here mean receiving. Naga Arjuna. Is that the meaning of Sankhus Arjuna? Yeah. No. Arjuna. Arjuna means someone who can accomplish, someone who can subdue. Yeah. Tại vì thầy hỏi là cái tên của Ngài Lâm Thọ ở tiếng Việt là gì, thì em mới dịch ra là Lâm là, tại tiếng Phạn á, naga là loài rồng á, Thọ ở đây là bởi vì truyền thống mình được dạy thì là Ngài Lâm Thọ được Long Vương cúng dường kinh Pháp Hoa, cho nên Ngài Thọ nhận đó, cho nên gọi là Lâm Thọ. Thì em không có nhìn được cái chữ Hán ở nét nào, cho nên Thọ thì có thể là Trường Thọ của Thọ, hay là Thọ nhận.
thì do cái câu chuyện đó và long thọ cho nên em nghĩ là ngài thọ nhận từ Long Vương cho nên ngài có biệt danh là Long Thọ. Nhưng mà em mới hỏi là thầy là nó bên tiếng Phạn cái chữ đó là Naga là loài dòng thì thọ là gì, chú nào là gì, thì thầy nói là chú nào nghĩa là cái người đã đạt được hay là còn gọi là người hàng phục được, có nghĩa là ngài hàng phục loài rồng. So, in the first bhumi, Bodhisattva gains liberation from samsara, not a Buddha yet, and Bodhisattva defeats Mara. Thì ở địa thứ nhất Bồ Tát giải thoát khỏi sinh tử luân hồi chưa thành Phật nhưng mà Bồ Tát đã hàng phục được ma. Again, like yesterday we were talking, Mara is not like a, Mara is not a person outside necessarily, you know. Thì trở lại đến hôm qua mình có nói về ma, ma không phải là một ai đó bên ngoài. In the sutras, they teach about four different types of Mara. Xin lỗi, ma không phải là không nhất thiết là một ai đó bên ngoài. Ở trong kinh đó thì có Đức Phật giảng về bốn loại ma. Anything that keeps us away from Buddhahood is Mara. Cái gì mà nó làm cản trở mình rời xa với lại Phật quả đó là ma. Mara of aggregate. Ngũ ám ma hay còn gọi là ngũ uẩn Basically, our own body and mind is Mara. á. Nên khi mà nói ngũ ám ma thì đơn giản là cái thân của mình và tâm của mình chính là ma. Mara of death. Và ma của sự chết. Beings. We have no control over death. Tại vì chúng sanh đó, chúng ta không thể nào làm chủ được cái chết của mình. Especially when a practitioner dies suddenly, it's a big loss. Đặc biệt là một vị hành giả mà chết gọi là đột tử, chết đột ngột á, đó là một cái sự mất mát lớn. The practices are cut short, and who knows what will happen in next life. Tại vì họ bị gián đoạn cái sự hành trì của họ và không ai biết được là cái chuyện gì xảy ra với họ ở đời sau. That's called Mara of death. Cho nên đó gọi là ma của sự chết. Then the Mara of afflictions. Và cuối là ma của phiền não. Anger, desire, ignorance, jealousy, arrogance. These are the maras. Sân tham si ganh tị kiêu ngạo đó là ma. When they arises, they take us away from Buddhahood. Tại vì khi mà nó khởi lên năm loại phiền não đó nó khởi lên thì nó làm cho mình xa rời với lại Phật pháp. In Mara of Son of God. Và ma của con của chư thiên. That is basically distraction. Chỉ đơn giản là cái sự phóng tâm hay là mình nói là bị chi phóng. Not being able to see ultimate and the relative truth at the same time. Tại vì mình khóc, ma đó nó làm cho mình cản trở cho mình không thấy được là sự thật tuyệt đối và cái thực tế cùng hiện diện một lúc. So, now of course, internal Mara can appear like an external demon. Thì bây giờ thì cái ma bên trong nó có thể hiện ra như là một mình gọi là quỷ á, ở bên ngoài.
This we know that when you are afraid, very afraid of someone or something, even though that person or that thing is not harming you, it looks like they are. Giống như là mình, nếu như mà mình sợ một cái gì hay là một người ai đó thì bắt đầu mình thấy họ, cái mình sợ họ mà họ đâu có làm cái gì mình đâu. So among these four maras, at this point you defeat the mara of affliction, meaning Bodhisattva of the first bhumi no longer have anger, no longer have jealousy, no longer have laziness, no longer need sleep. Understand? Things like that. Thì ở thời điểm này có nghĩa là thời điểm mà chứng được sơ Bồ Tát á, thì Bồ Tát không còn cái gọi là phiền não ma, có nghĩa là không còn sân hận, tham tham sân si hay là lười biếng, và mình không cần phải ngủ nữa. Because when Buddha says, oh, to become Buddha, you have to, you know, remain in samsara forever and help sentient beings, right? It, in our mind, we feel like, oh, I cannot do it, it's very difficult. No, before you become Buddha, you know, you, as the ordinary Bodhisattva, you gain so many meditation and blessings and sort of mental power that you don't really suffer in samsara. And especially when you reach first bhumis and so on, it's very different. Tại vì trong kinh đó, Đức Phật dạy á, là một Bồ Tát muốn thành Phật á, là phải ở trong sinh tử luân hồi cho tới khi thành Phật thôi. Thì mình nghe Phật dạy như vậy thì lúc đầu mình sợ, vì trong sinh tử luân hồi thì mình hiểu rồi. Nên là như thế nào thì mình sợ là mình không làm được, mình không trụ được trong sinh tử luân hồi như vậy. Nhưng mà thực sự á, khi mà một vị Bồ Tát phàm phu như mình á, ở trong sinh tử luân hồi á, thì mình được cái sự gia trì, mình được tăng trưởng cái nghị lực, tâm lực của mình từ từ, và mình có rất là nhiều định lực nó tăng trưởng, cho nên mình ở trong sinh tử luân hồi nó không phải là vấn đề lớn đối với mình nữa. Và đặc biệt là khi mà mình đạt tới sơ địa Bồ Tát, sinh tử luân hồi nó không còn là vấn đề nữa. So even when you are, you know, born within sentient beings, born in samsara, let's say, if we think about samsara like a place. So even when you are born within lower realms or higher realms, you, it never touches you. You know, it's like, he says, like a lotus to which water does not cling. Lotus grows into, in, you know, from the water, from the swamp, but it's clean, you know, every drop of water falls on it and it just falls down. So similarly, Bodhisattva is born in samsara, but is not touched by the suffering of samsara, but it's not touched by anger, attachment, so on. Cho nên khi mà mình, cho dù mình sinh, mình sống ở trong sinh tử luân hồi, hay là mình sinh lại trong sinh tử luân hồi, khi mà mình nói sinh lại thì mình cho là sinh tử luân hồi nó là một địa điểm đi, thì khi mà mình sinh vào trong sinh tử luân hồi thì mình là một Bồ Tát á, sinh tử luân hồi nó không có ảnh hưởng đến mình được. Vì cho dù mình sinh xuống cõi thấp hay là mình sinh ở cõi cao, thì mình giống như là một cái, trong câu này giống như là hoa sen không vướng nước vậy đó. Có nghĩa là hoa sen ở trong một cái hồ, thì khi mà hoa sen mọc lên là nó mọc từ nước lên, nhưng mà cánh hoa sen á, khi mà giọt nước vướng vào trong cái cánh hoa sen á, thì giọt nước nó không bám vào trong cánh hoa sen được mà nó tuột xuống. Thì đó cũng là một trạng thái của một vị Bồ Tát khi sống trong sinh tử luân hồi, không bị vướng bận bởi sinh tử luân hồi. Unhindered like the sun and moon in space. When the sun and moon in space, so Bodhisattva also becomes like the sun and moon traveling in the space, right? From us, for us, when we look up, oh, looks like the sun and moon is traveling in the sky.
And we notice things like nothing stops it. Nothing stops them. Nothing can obstruct their activity. Similarly, Bodhisattva on the Bhumis, they are like this. They come with so much wisdom and merit that samsaric cause and condition cannot stop them. Như nhật nguyệt trên không xoay vần tự tại, giống như là mặt trăng hay là mặt trời ở trong không gian nha, trong vũ trụ không gian á, nó không có bị vướng bận bởi một cái gì, nó không bị che lấp hay là bị vướng bởi một cái gì, và nó không bị một cái gì cản trở nó. Thì khi mà mình nhìn lên mặt trời thì mặt trời nó tự phát sáng và không bao giờ ngừng nghỉ. Tuy rằng mình có khi mình thấy là nó không tồn tại, nhưng mà thực sự nó luôn phát sáng. Thì khi mà một vị Bồ Tát đạt đến sơ vị Bồ Tát, thì Bồ Tát đó có rất là nhiều phước báo và trí tuệ. Cho nên không có cái gì ở trong sinh tử luân hồi có thể cản trở cái công hạnh của một vị Bồ Tát. Cái việc làm của vị Bồ Tát không thể nào bị cản trở bởi sinh tử luân hồi được. The sun and moon shines in the sky. They do not make discrimination against on whom to shine their light or not. Similarly, Bodhisattva has no attachment or aggression. You know, meaning Bodhisattva, when they are born in samsara, they just benefit anyone who is willing to receive their help. Và khi mà một vị Bồ Tát chứng sơ địa rồi đó, thì các vị sinh trong sinh tử luân hồi, các vị không có bị chấp hay là bị bội, giống như mặt trời khi mà chiếu sáng á, nó không có phân biệt là nó sẽ muốn chiếu chỗ này hay chiếu chỗ kia, nó chọn lựa mà nó tự chiếu hết tất cả mọi nơi. Thì một vị Bồ Tát ở chứng sơ địa, ở trong sinh tử luân hồi, giúp đỡ đến tất cả chúng sanh, khi mà chúng sanh nào muốn nhận sự giúp đỡ của họ, họ không phân biệt là giàu nghèo, đẹp xấu, hay là tôi thích hay tôi không thích. Bodhisattva is unhindered like sun and moon, because Bodhisattva now can finally sort of know the mind of their disciples. Until first Bhumi, we are just guessing, oh, maybe I should talk about this, maybe I should help them like this and that. But we do not read their mind. We do not know what they actually need, But from the first Bhumi, Bodhisattva possessed this wisdom of knowing the mind of the listeners. So every word Bodhisattva speak is exactly on time, not a syllable extra or less. Khi mà sơ địa Bồ Tát, các vị Bồ Tát chứng đến sơ địa, thì các vị có một cái khả năng là có thể đọc được tâm của các vị đệ tử của ngài, hay còn gọi là tha tâm thông. Tại vì các vị sẽ tự tại giống như là mặt trời, mặt trăng, các vị đọc được tâm của các vị đệ tử. Còn đối với mình á, thì hiện tại mình chỉ đoán mọi người xung quanh nghĩ gì thôi, và mình đoán và mình nghĩ là mình nên nói cái này, mình nên khuyên cái này. Nhưng mà nói với Bồ Tát sơ địa thì các vị chứng được tham thông, các vị khi mà các vị nói ra thì nói đúng thời điểm và không có dư một từ, vừa đủ đúng thời và đúng đầy đủ, không dư không thừa những lời nói của Bồ Tát nữa. Bồ Tát nói là không có thừa ra, chỉ vừa đủ cho mình thôi. Then, Shingi chuyên đã cho nam chỉ tâm bằng những sốn đồng ngọc được giữ vào chế đeo thà là đồ cũng cái đồ tham chế là nên phải bật chế. I will act to fully quell the suffering of lower realms and bring all beings to joy. I will act to benefit all beings throughout the reaches of the realms and the directions. So this is the teaching from um,
yeah, so we are making aspiration that may become like this, then maybe do this and this and this. Now we are talking about first bhumi and above. Yeah. Before we were talking about things like, may I make offering to Buddhas, may I help sentient beings, may I remember my past life, you know, may I what, not forget bodhicitta. These are all for ordinary bodhisattva. Yeah. Tại mọi phương đến tận cùng thế giới, con sẽ giết trừ hết khổ trong ác đạo để đưa chúng sinh đến an lạc và an vui lạc cảnh, và sẽ lập hạnh làm lợi ích chúng sinh. Thì từ cái câu trước đó, câu 20 trở về sau đó, thì là nói đến từ Bồ Tát sơ địa cho đến những địa sau nữa. Thì ở phần trước câu 20 á, thì giống như là mình cúng dường rồi mình phát nguyện là mình không đời đời mình không quên Bồ Đề Tâm. Thì tất cả câu 19 trở về trước á, thì tất cả câu đó áp dụng cho những vị Bồ Tát phàm phu, và câu 20 về sau là từ sơ địa trở lên. Cho nên lúc đầu thì có nói là bài này về sau càng vào sau thì càng tăng lên từ từ. So the first two lines talks about helping sentient beings who are born in lower realms. Hai câu đầu là nói về giúp đỡ tất cả chúng sanh sanh trong ba cõi thấp. Well, lower realms, we're talking about animal realms, hungry ghosts, and hell realms. Ba cõi thấp thì mình nói về, mình nói là cõi của súc sanh, cõi của ngạ quỷ hay quỷ đói, và cõi của địa ngục. And so, if you look into the lives of the past lives of the Buddha, many times Shakyamuni Buddha was also born as a dog, as a donkey, as a cow, as a tiger, as a turtle, you know, as a fish, like that, again and again and again. Nếu mà mình đọc qua túc sinh truyện của Đức Phật, có nghĩa là tiền thân Đức Phật, thì mình sẽ thấy được là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có rất là nhiều lần ngài sanh vào trong cõi súc sanh, ngài sanh thành con chó, con dừa, con cá, con rùa. Ngài sanh đi sanh lại trong cõi súc sanh như vậy. There is an account where when Shakyamuni was a bodhisattva, he saw with his meditation that after some years, the dogs in one kingdom is going to all be killed if he doesn't do something. So he gets reborn as a dog. And what happens is that the king's chariot has leather cover on it, you know, and a dog went and bite and destroyed the leather. So the king got so angry and said, I want all the dogs in my land killed. So the bodhisattva who is now born as a dog goes to the king, and then the dog convinces the king not to kill all the dogs. Understand? Thì thân Đức Phật một thời khi mà ngài thành hạnh Bồ Tát, ngài là một vị Bồ Tát, và nhờ cái định lực của ngài khi mà ngài thiền định, thì ngài thấy được là một thời gian sau nữa thì tất cả loài chó trong vương quốc đó đều sẽ bị giết hết. Cho nên ngài mới nguyện, ngài xả thân và ngài sinh lại trong vương quốc đó thành một con chó. Tại vì rồi xong tới thời điểm là vua của nước đó có một chiếc xe, và chiếc xe đó có miếng da bọc xe đó, thì có một con chó nó tới nó cắn và hư cái da đó đi. Thì vua rất là bực giận, cho nên mới ra lệnh là giết tất cả chó trong vương quốc. Thì con chó mà Bồ Tát đã sinh vào, đã sinh thành con chó đó mới đi đến với đức vua, và con chó thuyết phục với đức vua đừng có giết hết tất cả con chó khác. To help beings suffering in lower realms, in the 10th chapter of Ways of Bodhisattva, Shantideva makes prayer such as, may Avalokiteshvara
appear in the burning hell and bring down a rain of compassion, soothing cold rain of compassion, and remove their suffering of burning. Thì khi mà mình nói đến giúp đỡ chúng sanh trong cõi thấp á, giống như trong chương 10 của Nhật Bồ Tát Hạnh, Ngài Thượng Thiên có nguyện là nguyện chúng sanh trong địa ngục, nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện trong trong địa ngục lửa và ban cho mưa và làm mát để dịu xoa nỗi khổ của chúng sanh trong địa ngục lửa. May Vajrapani burn in the sky of a cold frozen hell and bring warmth and courage to all those hell beings. Và nguyện cho Bồ Tát Kim Cang Thủ đốt cháy trên hư không, tại hình tướng của Ngài Kim Cang Thủ là lửa xung quanh. Thì khi Ngài hiện trong hư không thì lửa cháy và lửa đó làm cho tan chảy và nóng ấm lên địa ngục băng và đưa chúng sanh tự tin lên. May the hell beings of the surrounding hell, they hear the voices of gods and goddesses who invite them, who tells them, come here, look here. Here is Manjushri. Manjushri will remove all of your suffering. Và nguyện... And then they see Manjushri. Và nguyện cho những địa ngục lân cận, khi mà chúng sanh trong địa ngục nghe được âm thanh của các vị thiên tử và thiên nữ kêu gọi họ là hãy đến đây, và nơi đây có Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù sẽ giúp chúng ta thoát khỏi khổ đau, và họ sẽ thấy được Ngài Văn Thù trong địa ngục lân cận. Then, so lower realms being, how to say, may I remove their suffering, and may I bring all sentient beings, you know, to joy, to happiness, higher, born in higher realm and lower realms, both. Born in the higher realm and lower realm? Both. May I bring them to happiness? Both from the higher realm to the lower, both higher realm and lower realm bring to happiness. Yes. Yeah. Okay. Thì câu đầu là nguyện giúp tất cả chúng sanh ở cõi thấp thoát khổ, và hai câu sau là nguyện đưa tất cả chúng sanh từ cõi thấp và những cõi cao, đưa họ đến niềm vui và hạnh phúc. So that means they get liberated. Joy and happiness is liberation. Not necessarily. While they're in, people suffer here too. It's the higher realm. Tại vì em hỏi là thầy là niềm vui và hạnh phúc của chúng sanh ở cõi cao là họ đưa họ đến giải thoát, thầy nói là không nhất thiết, tại vì những người ở cõi cao họ vẫn khổ, giống như mình đang ở những cõi cao hơn ba cõi thấp thì mình vẫn khổ thôi. Yeah. I will work in harmony with beings' conduct and bring enlightened conduct to perfection. I will teach the dharma of this excellent conduct and act in all the aeons of the future. Các hạnh Bồ Đề, con nguyện tu viên mãn. Đối với hữu tình, con theo tu duyên tùy thuận. Dù dùng phương thiện xảo, con tu hạnh phổ hiền. Suốt kiếp vị lai, con nguyện tu như vậy. So, again, prayer and the promise that
thằng chú chưa bao giờ cho chị chính. May I perfect, may I fulfill all the practices of bodhisattvas. Thì đây là lời cầu nguyện nhưng mà cũng là lời hứa của mình. Nguyện là mình gọi là hoàn hảo và tu tập tất cả pháp tu của Bồ Tát. You don't know what are the, we don't know what are the, what we don't know the extent of the activities of bodhisattvas. Tại vì mình không biết được cái giới hạn của công hạnh của Bồ Tát. It can even be that bodhisattva is born as a cow. Tại vì nó có thể là Bồ Tát cũng có thể sinh ra là một con bò. My teacher says this. He says it could even be that, and then the cow is slaughtered, and it is, and someone else sees that, you know, in actuality or through pictures, and generates a lot of compassion that they promise never to eat meat. Và nó có thể là giống như thầy tôi có dạy là Bồ Tát sinh ra con bò, rồi xong con bò đó bị làm thịt, bị thọc huyết, cho nó hay thôi. bị thọc huyết thì có thể là một người nào đó họ chứng kiến thấy điều đó, hay là họ thấy qua hình ảnh, thì nhờ cái hiện diện của Bồ Tát là một con bò bị sát hại như vậy, thì họ bắt đầu khởi được tâm từ bi lên và họ nguyện là không bao giờ họ ăn thịt. He also says during the time of Silk Road, so many traditions, so many king countries and lands got to listen to Buddha Dharma, you know, that because the monks and nuns would travel with the travelers who are selling silk in different places. And he said, definitely, there must be a lot of bodhisattva born as a silkworm. Thì Khen Sư Vương Chê, Son Sa Khen Sư Vương Chê có kể là vào cái thời đại mà con đường tơ lụa, thì tại vì con đường tơ lụa là từ Trung Quốc ngừng tại Tây Tạng là trung tâm, rồi đi đến phía Tây là Ấn Độ, Pakistan rồi đó. Thì vào thời điểm con đường tơ lụa đó thì có rất là nhiều người tiếp cận được với Phật Pháp. Tại vì lý do là vậy nè, tất cả tu sĩ hay là ni sĩ thời đó, thì các thiếu ni hay các bậc hành giả, bậc thầy á, họ tháp tùng với lại những thương buôn tơ lụa, và họ đi khắp tất cả mọi nơi truyền Phật Pháp. Thì Khen Sư Lung Trên nói là có thể là Bồ Tát tái sinh làm những con nhộng tầm. In ways of Bodhisattva, Shantideva says, may I become the doctor, may I become the nurse, may I become the medicine. Giống như trong nhà Bồ Tát Hạnh chương 10, Ngài Thầy Thiên có nói là nguyện con thành y sĩ, thành người điều dưỡng, còn gọi là y tá, hay là nguyện con thành dược phẩm. We're not just talking about becoming a teacher now or becoming a person. Bodhisattva makes even prayer, may I become, what did he say? Nemaldula, Nemaldang. May I become a house? May I become a bed? May I become a tree in the middle of a desert? May I become a bridge? May I become a boat? May I become a ship? You know, may I become a pillar for the sake of beings? Bồ Tát không phải là chỉ là một
người thầy, một con người để mà giảng dạy không, mà trong nhà Bồ Tát hạnh ngài thì khi nói là nguyện con thành những khi mà Bồ Tát nguyện á thì Bồ Tát nguyện giống như là nguyện con thành nhà để cho chúng sanh có chỗ ở, hay là nguyện con thành một cái cây ở giữa sa mạc để cho chúng sanh che bóng mát, hay là nguyện là làm cầu làm thuyền để cho chúng sanh qua sông, hay là thành một cái cột để chúng sanh dựa. So difficult for us to truly comprehend. Cho nên nó rất là khó để cho mình có thể gọi là không phải nhận diện, mà để cho mình không phải thật sự giống như là mình hiểu Understand. được á. For example, simple examples like, I want to say this so that you, when you make aspiration, you don't limit your aspiration. It should be limitless. Like this, it helped me a lot while teaching yesterday and today. There's no saying that. The person who were making planting this somewhere is not a bodhisattva. This actually, the liquid is not an emanation of bodhisattva. There's no one can really prove that. And very possibly so. Understand? It could be. Tại tại vì thầy muốn nói điều này là để khi mà mình phát nguyện á thì mình đừng bị giới hạn cái nguyện của mình, tại vì cái nguyện của Bồ Tát hay là cái sự việc của Bồ Tát á, nó rộng lớn lắm. Thí dụ như cái chai dầu này nó giúp thầy rất là nhiều cho cái buổi giảng hôm qua, thì có thể là một ai đó đã gọi là đã dự trù tính trước và ở đâu đó, thì người đó không có thể là một vị Bồ Tát, hay là ngay cả bản thân chai dầu này cũng là một sự thể hiện của một vị Bồ Tát để trợ giúp. If you make such aspiration, then you will gain what is called like a pure vision, pure view. Tại vì khi mà mình có thể nguyện được như vậy, có nghĩa là nguyện không có giới hạn ở phạm vi con người hay là vật dụng, thì mình sẽ đạt được cái là cái kiến của mình, nó là chánh kiến, nó trong sạch. Anything, anyone could be Bodhisattva. Cái gì hay là bất cứ một cái gì đó hay là một ai đó đều có thể là một Bồ Tát. Bodhisattva become sick so that we gain merit through giving medicine. Bồ Tát có thể bị bệnh để cho mình có thể được phước báo qua cách là mình cúng dường thuốc cho Bồ Tát. Bodhisattva sometimes becomes a teacher to teach, sometimes becomes a student to help the teacher. You understand, This is very difficult. Cho nên đôi khi Bồ Tát cũng là một vị thầy để giảng dạy cho người khác, nhưng mà có khi Bồ Tát cũng là một người học trò để giúp bậc thầy đó nữa. Sometimes a friend, sometimes parents, sometimes family, sometimes lovers, sometimes even Đôi lúc là bạn, gia đình, cha mẹ, người yêu, hay ngay cả Bồ cũng có thể là một kẻ thù của mình. enemy. So when you make aspiration, you should have such vast, vast aspiration. Cho nên khi mà mình phát nguyện á, thì mình nên phát nguyện rộng rộng lớn như vậy. Simjin tagi chue do tumra jus and may I teach each beings according to their conduct and their mindset and their likes and dislikes, you understand? Đối với hữu tình con theo duyên tùy thuận, có nghĩa là khi mà mình là một vị Bồ Tát thì mình sẽ giảng dạy hướng dẫn cho chúng sanh tùy theo cái đức hạnh của họ, cái phẩm hạnh của họ, có nghĩa là mình gọi là căn cơ của họ khác nhau. This was not possible before because we do not know the mind of other people. Thì điều này không thể làm được trước đây, có nghĩa là trước khi mà mình đạt được sơ địa đó, tại vì mình không hiểu được
mình không đọc được, không biết được tâm của người khác. Now, in the first bhumi, when someone reaches first bhumi, they know. Thì bây giờ ở địa sơ địa, khi mà một ai đó chứng được sơ địa, thì họ có khả năng biết được. Then, in Tibet, when and the great Atisha, Indian master, he came to Tibet, and he had many, many great Tibetan students. So one of them asked him this question, when should I start teaching, you know? And he said, you should start teaching when you can know the mind of other beings. Ở Tây Tạng á, khi mà ngài Atisa đến Tây Tạng á, thì ngài có rất là nhiều đệ tử người Tây Tạng và các vị đệ tử đó rất là giỏi. Thì những vị đệ tử đó họ hỏi ngài Atisa là khi nào các vị nên bắt đầu giảng dạy người khác, thì ngài Atisa nói là khi nào các vị có thể hiểu được tâm của người khác thì lúc đó các vị giảng dạy họ. Until then it's like shooting in darkness. Đến khi mà nếu mà chưa đến được cái khả năng đó thì nó giống như là mình đang bắn trong hay gọi là bắn cung á, trong trong bóng tối vậy. Why do you think horrible people who have done horrible things, who live horribly, who think horribly, when they meet Buddha and Bodhisattva, and they, when they talk, they change completely because the speaker knows their mind exactly and knows what to say when. Yes. Mọi người nghĩ sao khi mà một người mà họ tàn nhẫn hay là tệ hại, họ làm việc tàn nhẫn, họ nghĩ tàn nhẫn hay là họ làm một việc tệ hại, mà khi họ gặp Phật hay là gặp các vị Bồ Tát, mà các vị Bồ Tát giảng dạy cho họ, họ có thể thay đổi tâm thức họ một cách như vậy. Tại vì Bồ Tát biết được họ cần gì và nói gì đúng cho cái người đó. And may I show them the path of Bodhisattva, the path of Samantabhadra. Và nguyện con có thể hướng dẫn họ con đường của Bồ Tát hay là con đường của Bồ Tát Phổ Hiền. And in all aeons, may I practice like this. May I help beings like this. Và về nguyện trong tất cả các kiếp, con đều tu tập và giúp đỡ chúng sanh vậy. So these are now prayers of Samantabhadra. Thì đây là bài nguyện của ngài Phổ Hiền. Right. Let's take a break. Bây giờ mình nghỉ ngơi 15 phút. Awaken yourself with talks. Cho mình tỉnh lại. Which Bodhisattva is most well known in the Vietnamese culture? Vị Bồ Tát nào trong truyền thống Việt Nam được biết đến nhiều nhất? Avalokiteshvara. Ah yes. Quang Yin is more known than Avalokiteshvara. Yes. Who else? Ai nữa? Ngài nào được bạn? Kisipaka. Kisipaka. The great wisdom Bodhisattva. Manjushri. Not Manjushri. Manjushri is Manjushri's brother. Because in the realm of Amitabha, there are two Bodhisattva. Yeah. So one is called Avalokiteshvara and the other one is great wisdom. He not Manjushri. Hmm. Yeah. But sometimes we translate between here as Vajrapani. His name is Mahamaprata. Yeah. It's a different name of Vajrapani. Giảng là Ngài Kim Cang Thủ. Đại thiên chí giảng là Ngài Kim Cang Thủ.
Thì thời thôi, nhưng mà ý nó bên Việt Nam mình đâu có nói gì kinh của Ngài Đại Thế Chí, mà cũng đâu có nói gì nhiều Đại Thế Chí đâu. We don't have much sutra on him. Chỉ có Địa Tạng với Quan Âm là nhiều nhất thôi, trong các chùa thấy có đâu ai nhắc. Trong kinh Lăng Nghiêm thì có nhé. Dạ, nhưng mà chỉ nói vậy thôi, nhưng mà rất là ít. Yeah, very little mention. Yeah, Vajrapani is not as much mentioned as other bodhisattvas in the sutras, I think. Tại vì Ngài Đại Thế Chí hay là Ngài Thiên Nhân Thủ, Ngài không được nhắc nhiều trong kinh tạng hay hiện giáo. Although in some sutra, Vajrapani beats the Mara and to make the Mara take a bodhisattva vow. Nhưng mà có nhiều một vài kinh đó thì Ngài Kim Cang Thủ hàng phục được, đánh bại được Ma Vương và bắt Ma Vương gọi là nhận giới thọ giới Bồ Tát. This Mara who is king of a god realm. Ma Vương này là vua của cõi trời. Of course he's not really truly Mara, he's just a sentient being. Đương nhiên không phải là ma thật sự. Vậy đó không phải là ma thật sự. Vậy đó cũng chỉ là một chúng sanh thôi. He just doesn't want anybody to practice. Đơn thuần là vậy đó không muốn ai hành trì hết. So that means he don't do anything necessarily evil. Because in order to form in the higher of the God, when you have to accumulate a lot of merit. No, you accumulate merit, but you also do a lot of bad things too. Tại vì em hỏi là vậy có nghĩa là ở vì Ma Vương á không có làm những việc ác, phải không? Tại vì để sanh vào cõi trời thì mình phải tích lũy rất là nhiều phước báo. Thì thầy nói là không, tại vì mình tích lũy nhiều phước báo nhưng mà mình cũng làm rất là nhiều bất thiện nghiệp. Look at us right now. This is human form. This body is a result of great merit, but we can still do a lot of bad things. Nếu mà mình nhìn vào bản thân mình cũng vậy, mình là con người và cái thân này có được là nhờ mình tích lũy rất là nhiều phước báo. Nhưng mà mình vẫn làm rất là nhiều việc có thiện. In the Vimala Kirti Nirdesha Sutra. Yeah. Trong Vimala Sở Thuyết Kinh. Mara sends his daughters to distract him. Ma Vương cử người con gái của mình đến khuấy nhiễu Ngài Vimala Cực. Because externally Vimala Kirti, he was not a monk. Tại vì bên ngoài, hình tướng bên ngoài thì Ngài Vimala Cực không phải là một tu sĩ xuất gia. He had a lot of ornaments, you know, in his finger, like rings, and he had long hair, and he liked to gamble, you know. Ngài Di Ma Cực có mang rất là nhiều trang sức và có mái tóc dài và ngài rất thích đánh bài. So Mara wants to distract him. Cho nên Ma Vương muốn khuấy nhiễu ngài. Sends his daughters. Và cử con gái của mình đến. But they cannot distract him. Nhưng mà họ không thể nào khuấy nhiễu ngài. And they not only they couldn't distract him, when they come in front of him, they all become very, very ugly, you know, like old, ugly, and. Chẳng những họ không thể khuấy nhiễu được ngài, mà khi mà họ đến trước ngài, thì tự nhiên họ biến thành là xấu xí và già nua. No, these are goddesses, so usually they can change their body, but Vimala Kirti caged them in that ugly body, they couldn't change. Thường thường á, tại vì họ là chư thiên, cho nên họ có thể biến thân của mình. Nhưng mà ngài nhốt, gọi là ngài giam họ lại trong cái hình tướng đó, cho nên họ không có thể thay đổi thân được. So Vimala Kirti makes them take bodhicitta. Và ngài làm cho họ nhận Bồ Tát giới and gives them teaching và truyền pháp cho họ. Does he make them, when you use the word make them, that's mean by force? Kind of.
Tại vì khi mà thầy nói là thầy dùng từ là make them, có nghĩa là ép buộc họ nhận Bồ Tát giới chứ không phải tự nguyện nha. But after they understand teaching, they really become true Bodhisattva. Nhưng mà sau khi họ hiểu được bài giảng của ngài Duy Mắc Cực thì họ trở thành một vị Bồ Tát thực thụ. And then they tell Vimalakirti, we want to live with you now. We don't want to go back. We want to stay here and serve you and practice bodhicitta. Và sau khi sau đó thì các vị the Maharata, yes, thiên nữ con của Ma Vương á, họ nói với ngài Duy Ma Cực là họ không muốn đi về trên thiên cung nữa. Họ muốn ở đây với ngài và phụng sự ngài và tu tập với ngài để tu hành Bồ Tát. But then Vimalakirti says, no, you must go back. You must go back to the land of Mara, the heavenly realm, and there you must teach bodhicitta to them. Và ngài Duy Ma Cực nói từ chối nó không với họ và họ nói là họ phải về trên cung trời, cõi trời của họ, và ở cõi trời đó họ phải dạy giảng dạy Bồ Đề Tâm trên đó. So don't, you may not have much high view of yourself, which maybe actually is not so bad, but you should trust the bodhicitta. You should trust these aspirations. These are really coming from the, yeah, coming directly from bodhicitta. Mình có thể là không có cái kiến rộng sâu, có nghĩa là cái thấy, cái hiểu rộng sâu về Bồ Đề Tâm. But we have to trust this is come from the Bodhisattva. Yes, you may not have much high, because many of us we have very low view of ourselves when it comes to practice. Understand? Yeah. Nhưng mà mình phải tin là những cái này nó đến từ Bồ Đề Tâm. Tại vì thường á, mình có giới hạn về gọi là thiển cận á, cái tầm hiểu biết mình nó nhỏ hẹp á. When you recite this, just throw your mind completely into this. Trong cái sự tu tập của mình hiểu biết nó nhỏ hẹp. Cho nên khi mà mình hành trì pháp của lời nguyện của ngài Phổ Hiền thì mình cứ để tâm mình vào trong lời nguyện. This is truly amazing that outwardly you're just an ordinary man or woman, but inside your aspiration fills the your mind fills the entire space. Nó rất là tuyệt vời, tại vì hình tướng bên ngoài mình chỉ là một người nam người nữ bình thường thôi. Nhưng mà sâu thẳm bên trong trong tâm của mình nó chứa đầy cả không gian. This wish to benefit all sentient beings. Cái nguyện, cái mong muốn làm lợi cho tất cả chúng sanh. Wish to make offerings to all Buddhas and Bodhisattvas. Cái mong muốn cúng dường đến tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Wish to hold all the teachings of the Buddhas. Cái muốn thọ nhận, gìn giữ tất cả giáo pháp của tất cả chư Phật. That's truly amazing. Something that you cannot find anywhere, not in the deepest ocean, not on the highest mountain. Cho nên nó rất là tuyệt vời, tại vì mình không thể nào tìm được nó ngay cả trong biển sâu hay là trên núi cao thẳm. 100,000 countless of religions appeared in this world. Not one teaches such a thing that you should have the motivation to benefit all living beings. That's very unique. Có cả trăm ngàn tôn giáo khác nhau ở trên thế đã được phát
phát sinh trên thế giới này, nhưng mà không có một tôn giáo nào, một truyền thống nào mà giảng dạy là mình phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Then tabi chota tsumbar kanje ba teda tane ta do chobar lu da nga ta lu da nga nam tane sim ti chen chopa te da manam chik tu ches. Always may I associate with those who act in harmony with my own conduct in body, speech and mind. May we behave as one in conduct and aspirations. Nguyện cho con được luôn thường xuyên thân cận toàn những bạn lành, lập hạnh giống như con. Nguyện cho tất cả hạnh nguyện chúng con lập đều được đồng nhất mọi mặt thân khẩu ý. Wish to always meet bodhisattvas too. Cái mong muốn lúc nào cũng gặp cả các vị Bồ Tát. Again, sometimes we think, oh, I want to benefit all sentient beings and I want to remain in samsara until samsara finishes. But then you think of yourself as working alone. That's never the case. There are countless of bodhisattvas. Khi mà mình nghĩ đến hay là mình nguyện đến là mình muốn ở trong sinh tử luân hồi và giúp đỡ giải thoát tất cả chúng sanh đến khi luân hồi tận á, thì mình nghĩ là mình chỉ có một mình ở trong cõi sinh tử luân hồi này, nhưng mà đó không phải là nó không phải như vậy, mà có rất là vô số các vị Bồ Tát ở trong sinh tử luân hồi này. When his son Dalai Lama, he wrote Long Life of such a teaching, he wrote, "You and I have reborn again and again for the sake of beings, and you and I have met again and again for many lives," something like that. Trong cái bài khi mà ngài Dalai Lama viết cái bài cầu nguyện trường thọ cho ngài tăng thống Sakkachinsin á, thì ngài có viết cái đoạn là ngài và tôi gặp, ngài và tôi đã sinh ra rất là nhiều lần trong cõi này và đã từng cùng gặp nhau rất là nhiều lần trong cõi này. So to pray that in all of my lives I meet others who also practice bodhicitta, who also has the same vast view and profound conduct. Cho nên mình nguyện, mình nguyện là mình luôn gặp được các vị Bồ Tát khác, những vị mà có chí nguyện giống như mình, những vị mà có cái thấy rộng lớn và công hạnh sâu rộng như mình. And yeah, this is truly, again, an important aspiration. We should make it so. When we read the biography of many past masters, they have so much love and respect for their Dharma brothers and sisters, and they practice together. Thì cái này nó cũng là rất quan trọng cho sự tu tập của Bồ Tát này. Khi mình đọc tiểu sử của các vị đạo sư, các vị tổ, thì mình cũng thấy được các vị nhắc đến là các vị rất thương yêu và tôn trọng những vị đồng tu với họ. And not only that, in all of our lives, not only that we meet other bodhisattvas and practice together, may we be reborn as sons and daughters of great bodhisattvas.
Không chỉ những nguyện là mình sẽ gặp những vị Bồ Tát khác, mà chẳng những vậy mà mình còn nguyện là mình và họ sẽ được sinh ra làm con trai con gái của những vị đại Bồ Tát. May we be reborn as brothers and sisters, husbands and wives, Dharma brothers, Dharma sisters, of many great disciples. Và nguyện cho mình được sinh ra làm anh chị em với nhau, hay là vợ hoặc chồng, hay là bạn đạo với nhau. It's like Yashodhara being the wife of Siddhartha for 500 lifetimes, and also at the last lifetime she was his wife again. Cũng giống như Yashodhara sinh ra làm vợ của Thái tử Siddhartha trong 500 kiếp, và cái kiếp cuối cùng ngài cũng sinh ra làm vợ của Thái tử Siddhartha. Then, lưu đăng anh ông thanh sinh, thà là phim bờ đê bê chọc rô thà, sáng bộ chép bờ rập đê tiêm bản nà, thế đa thay áo tu chép bờ chọc, thế đa thay kinh nam yang yim yong. And may I always meet those spiritual friends who have the wish to bring me benefit by teaching conduct that is excellent. I will never do anything to disappoint. Nguyện con luôn hữu duyên thường xuyên gặp gỡ những thiện trí thức làm lợi ích cho con, chỉ bày cho con đại hạnh của phổ hiền, làm những bạn lành con nguyện luôn hoan hỷ. The conduct is here the Sanamkabandra. What? The conduct and as an inspiration. Oh, you mean the conduct? Yeah. Excellent conduct means samatha bhadra. So, and not only that, most importantly, may in all of my lives, may I meet these great bodhisattvas and become their student. Có nghĩa là mình nguyện trong tất cả kiếp mình đều gặp được các vị đại Bồ Tát để trở thành học trò của các vị. And who teach me the practices of Bodhisattva, the practices of Samantabhadra. Những vị mà sẽ hướng dẫn cho mình cái phương pháp tu hạnh Bồ Tát hay là phương pháp tu hạnh phổ hiền. You can understand it like saying, who will teach me this prayer in all my life. Hay là mình cũng thể hiểu một cách khác, là hiểu giống như là vị thầy sẽ giảng dạy hướng dẫn cho mình tu tập cái bài nguyện của phổ hiền này trong tất cả đời sau của mình. By teaching conduct that is like, I will never do anything to disappoint, and may I never go against their teaching. Và nguyện mình không bao giờ đi ngược lại với lời giảng dạy của các vị đó. Tôi nghe là làm trái ý bậc đạo sư. Because what they teach is the path to liberation, path to benefit to ourselves and all sentient beings. So to go against that will be very harmful for ourselves and others. Tại vì những gì họ các vị đạo sư dạy á là giúp cho mình đưa mình đến giải thoát và làm lợi tất cả chúng sanh, đưa tất cả chúng sanh đến giải thoát. Mà nếu mà mình đi trái ý hay là mình đi ngược lại á, làm ngược lại á, có nghĩa là mình làm hại bản thân mình và người khác. Our respect, our obedience to Buddhas and Bodhisattvas is not like someone like a soldier following a general or a subject following a king blindly. Tại vì cái sự nghe lời, vâng lời mình
của mình với Phật và Bồ Tát á, nó không phải giống như là một người lính mà nghe tuân lệnh của một vị tướng, nó không phải như vậy. But anyway, Buddhas and Bodhisattvas only say what is beneficial, and so we will do whatever they will teach, whatever they will tell us to do, which is according to Dharma. Tại vì họ chỉ nói những gì nó đưa đến lợi lạc thôi, cho nên mình sẽ làm những gì các vị giảng dạy, những gì nó theo phù hợp với lại Phật pháp. So just imagine, for example, to be reborn as a son or daughter or a friend to a great bodhisattva, just how it would be. Thì cứ tưởng tượng đi, để nếu mà mình sinh ra lại, được sinh ra là trở thành bạn hay là con trai con gái của một vị đại bồ tát, thì cái cảm giác đó nó sẽ như thế nào? One of my our teacher such a teaching is a great bodhisattva. His past life, before he died, he wrote a text where he teaches, where he basically tells his son where he will be reborn in his next life. It's his son and his students. He was a great Nyingma master. Thì một trong những bậc thầy của tôi là ngài Sakakrishin, tăng thống bên phái Sakya. Thì đời trước của ngài, tiền thân của ngài, thì ngài là một trước khi ngài tịch đó, thì ngài có viết lại một tác phẩm để truyền lại cho con của ngài. Con ngài cũng là chính là học trò của ngài, đệ tử của ngài. Thì trong tác phẩm đó viết là ngài sẽ sinh về đâu ở đời sau, tại vì ngài là một vị bồ tát trong truyền thống, đời trước ngài là một vị bồ tát trong truyền thống của Ninh Ma cổ mật. It's an amazing text. In that text he tells when, you know, where he will be born and how his life will be and in which year he will have obstacles and so on. And then afterwards he says, and then in the future, I will be reborn in front of all the thousand Buddhas of this aeon as their students. Và ngày cái tác phẩm rất là tuyệt vời, ngày viết rất là chi tiết, ngày sẽ sinh về đâu, cuộc sống của ngày sẽ như thế nào, và năm nào ngày sẽ gặp chướng ngại. Và phần cuối của tác phẩm đó, ngài có viết là ngài sẽ ở tương lai, ngài sẽ sinh ra trước mặt 1.000 vị Phật ở hiện kiếp này và sẽ trở thành học trò của 1.000 vị Phật đó. So when His Holiness was 1.5 years old, the son of his previous life came to look for him to succor him. Cho nên khi mà ngài tăng khống, lúc đó ngài mới 1 tuổi rưỡi, thì người con của đời trước của ngài mới đi đến và tìm ngài. He went to see, and when they met, he come from Golok region. Their language, they speak Tibetan, but the accent and the language is so strange to us. We don't understand what they're saying. Thì khi mà tại vì cái người con á, của đời trước á, là đến cái vùng gọi là lưu trúc ở Tây Tạng, thì cái vùng đó đó, cái ngôn ngữ họ nói tiếng Tây Tạng, nhưng mà cái phát âm á, cách nói á, nó rất là lạ lẫm, mà khi họ nói chuyện á, thì mình không hiểu được. His Holiness was born in the central Tibet. They speak Tibetan like I do, like standard Tibetan. Và ngài tăng thống thì được sinh lại trong sinh ra trong trung tâm của Tây Tạng, cho nên ngài tăng thống nói ngôn ngữ Tây Tạng thông thường, giống như là thầy ngôn ngữ Tây Tạng mà thầy dục thầy nói được.
But when he saw the boy, the man, he said, he spoke in their language. In their language, come here, how are you? You know. Nhưng mà khi mà ngài đang sống lúc một tuổi rưỡi á, thấy gặp cái người con đời trước thì ngài lại nói bằng cái ngôn ngữ của địa phương đó và kêu cái vị đó lại đây khỏe không? One and a half year old boy started asking him questions about how is someone, what is they doing, and when he would eat, he would give food first to his son, you know, and then like in this way. So I really imagine to be reborn as a, like a father or a daughter or a son to such a great bodhisattva must be very, very different. Và khi ngài ngài ăn á, thì ngài sẽ có nghe ngài một tuổi rưỡi á nha, ngài sẽ lấy phần thức ăn đầu tiên cho người con của mình, cho nên rồi chỉ một tuổi rưỡi thôi mà ngài hỏi về một người nào đó họ đã như thế nào, về sức khỏe của họ, những cái sự quan tâm tới họ, thì tôi nghĩ là nó sẽ ra sao nếu như mà mình sinh ra là cha hay là con của một vị Bồ Tát thì nó sẽ như thế nào? Sangye seji korwe gompo na ngosum tato thaki tawata maung kalpa kundu micho thedalaya chapa chachir jis. I will always look directly at the victors, protectors in the midst of bodhisattvas, and I will make vast offerings to them in every future aeon, never discouraged. Quý cho con thường diện kiến kêu Thế Tôn, thấy được các ngài ngự giữa chúng Bồ Tát, suốt kiếp vị lai không bao giờ nhà mỏi, cúng phẩm vô biên dâng cúng lên các ngài. And may I see the Buddhas directly with my own eyes, not just that I hear, oh, 1,000 years ago there was a Buddha, but in my next lives may I see the Buddhas directly. Nguyện con thấy diện kiến được Phật trực diện, có nghĩa là ngay tại đó, chứ không phải là mình chỉ nghe về Đức Phật ngàn năm trước. And may I see the Buddhas giving teachings to the Bodhisattvas, Buddha surrounded by Bodhisattvas. And when I see that, may I be able to make vast offerings to them. Nguyện con được ở trước pháp hội của Đức Phật, khi mà Đức Phật giảng pháp, giảng dạy cho các vị Bồ Tát và các vị Bồ Tát xung quanh Đức Phật. Nguyện con ở đó và cúng dường rộng lớn đến các vị. And not just once, not just a month, a year, but all for all the future aeon, may I see the Buddhas and Bodhisattvas. And may I continuously make offerings to them without getting tired. Nguyện không phải chỉ riêng một chỉ là cúng một lần, hai lần hay là một năm thôi, mà mình nguyện là tất cả số kiếp về sau mình đều cúng dường như vậy, và cái sự cúng dường của mình không bao giờ bị mỏi mệt. Of course, even when you are an ordinary sentient beings, there are means and methods to see the Buddhas. What do you mean? I mean, there are ways that you can see the Buddha. Đương nhiên mình là một chúng sinh bình thường, nhưng mà nó cũng có phương pháp để mình có thể gặp được Đức Phật. In the Mahayana Sutras, they teach us so many different methods of contemplation that will bring you to see Buddha. Ở trong kinh của Đại thừa, kinh điển của Đại thừa có giảng dạy rất là nhiều phương pháp khác nhau để cho mình thuyền quán về Đức Phật, để mình có thể tới và thấy được Đức Phật.
that will bring you to see Buddhas and Bodhisattvas in your dreams. Sẽ giúp mình gặp được Đức Phật và các vị Bồ Tát trong giấc mộng của mình. Or through meditation. Hay là qua thiền định của mình. And receive teachings from them. Và nhận lời giáo pháp từ các vị. Or they appear in front of you. Hay là các vị sẽ hiện diện trước mặt mình. Yeah. But this is very important to make this aspiration that may I meet the Buddha, all future Buddhas, and may I make offerings to them. Cho nên nó rất là quan trọng là mình phải phát nguyện là nguyện gặp được tất cả các vị Phật, vị Lai và cúng dường các vị. All the great Bodhisattvas who were there during the time of Shakyamuni Buddha, who met the Buddha, made offering to the Buddha, requested teaching, received teachings. They all had made a lot of prayer for many lifetimes, and that was those, and that's how they were reborn in front of the Buddha. Những vị đại Bồ Tát sinh ra vào thời Đức Thích Ca Mâu Ni, họ được hiện diện trước Phật Ca Mâu Ni, cúng dường ngài, thỉnh ngài giảng dạy và thọ nhận lời giảng dạy của ngài. Bởi vì họ trong tiền kiếp của họ, rất là nhiều kiếp, số kiếp của họ trong quá khứ, họ phát nguyện như vậy, để rồi tới cái cuối là họ được hiện diện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. In many Mahayana sutras, it teaches us that those who practices in this way, when, you know, when they are alive, they will be protected by the gods and goddesses who like Buddha Dharma, who are followers of Buddha. And when they die, they will be guided by the Bodhisattvas to a good rebirth. In the practice of contemplation, the Buddha, or the Mahayana practices. Just, Mahayana. Yes, just bodhicitta, practice of bodhisattva. Yeah. Thì trong rất là nhiều kinh điển đại thừa nói là những ai mà hành trì pháp đại thừa, có nghĩa là hành trì Bồ Đề Tâm, thì trong đời này của họ sẽ được bảo vệ bởi chư thiên, hay là những bậc thần mà họ hay là họ theo Phật pháp và họ hộ niệm Phật. Và khi mà họ cận tử nghiệp của họ thì họ sẽ được hướng dẫn bởi các vị Bồ Tát để cho họ con đường để tái sinh vào đời sau. Jawan nam ji thambe che jin chi chang che che ba kun dun na war ji sambo che ba nam ra che ba ya maung ka ba kun de che ba ji. I shall retain the dharma of the victors, illumine everywhere awakened conduct, and purify excellent conduct too. I shall act thus in every future aeon. Phan nguyện trong khi còn có nguyện gìn giữ chánh pháp của chư Phật bằng cách thể hiện hành trì những tuệ hạnh. Suốt kiếp tương lai con nguyện sẽ luôn thường tu hành tinh tấn, hành trì hạnh phổ hiền. So may in all future lives, in all future eons, may I be able to hold all the teachings of the Buddhas. You know, may I be able to receive the teachings of the Buddha. May I be able to hold them. Nguyện những đời sau hay là vô số kiếp về sau, mình nhận được giáo pháp từ Đức Phật và mình gìn giữ giáo pháp của Đức Phật. Holding even one teaching is so much merit and so much blessing. Ngay cả mình chỉ gìn giữ một pháp thôi, một bài giảng của Đức Phật thôi, thì nó rất là nhiều phước báo rất là lớn và có rất là nhiều lời lạc. Holding teaching does not mean to hold the textbook, but actually what it means is that
you hear, contemplate and meditate on a teaching. Gìn giữ giáo pháp á, không phải là gìn giữ pháp không phải là nghĩa là mình chỉ cầm giữ quyển kinh. For example, mà là mình nghe tư duy và thiền quán tu tập về lời giảng dạy đó. For example, if tomorrow for some reason corona, second corona comes, everybody dies. You know, everyone who has heard about Samantha Bhadra prayer dies except you, and you continues practicing. Potentially, the teaching of Samantha Bhadra is still alive on this earth because of you. Thí dụ như ngày mai, một lý do nào đó, corona, chặn dịch corona thứ hai nó lại bùng phát nữa, thì tất cả không phải tất cả mọi người đều chết, mà tất cả những vị mà có sự truyền thừa giáo pháp của Nguyễn Phổ Hiền đều chết hết, chỉ có duy nhất mình ở sống còn lại trên thế gian này, vì cơ hội đó, vì cái khả năng đó, cho nên chỉ có mình có pháp của Phổ Hiền tồn tại, hay là dù là do đó, cho nên do mình, cho nên nhờ mình mà pháp Phổ Hiền còn tồn tại trong cái thế giới này. When most Tibetan masters died, and we went to exile to India, Nepal, and Bhutan, all kinds of places in the world. Everybody received teaching from Dilgu Khyentse Rinpoche, because he could teach on all the traditions of Tibetan Buddhism and Indian traditions too. Because for more than 10-15 years, for most part of his lives, he received and practiced so many vast sort of amount of teachings, hundreds and hundreds of volumes of teachings, you understand? Yeah. So he could teach everything. I cannot imagine how can he accomplish all the teaching in so short time. Bodhisattva's mind is different. Yeah. Vào cái thời mà tất cả rất là nhiều đạo sư của Tây Tạng, các vị đều tịch hết đó, thì người Tây Tạng bị lưu vong qua Ấn Độ, Nepal hay là Bhutan, thì hầu như những cái pháp môn, những cái sự truyền thừa, dòng truyền thừa của Tây Tạng bị yếu lại, ít lại. Thì rất là nhiều người Tây Tạng họ đến và nhận pháp, thọ pháp từ Tiko Khyentse Rinpoche, có nghĩa là cái vị mà Khyentse bự con á, lúc nào cũng không mặc áo á. Thì lý do là tại vì ngài dùng khoảng mười mấy năm chỉ để thọ cả trăm, hơn cả trăm cả ngàn pháp từ các truyền thừa khác nhau, và ngài tu tập thành tựu tất cả các pháp đó. Ngoài những pháp truyền thừa của Tây Tạng mà ngài cũng có thể giảng dạy pháp của Ấn Độ nữa, truyền thừa của Ấn Độ nữa. Em mới hỏi thầy là có hiểu được điều đó không, thì em nói là em không thể tưởng tượng được là làm sao ngài có thể tu thành tựu pháp trong rất là nhiều pháp trong thời gian có mười mấy năm như vậy. Thì thầy nói là cái tâm của một vị Bồ Tát nó khác biệt. Now, so we also have to do like that. Cho nên mình cũng phải làm như vậy. And we can. Và có khả năng làm được. You have to make aspiration. Cho nên mình phải phát nguyện. If you cannot even do that, you cannot become Buddha. Tại vì nếu mà mình không làm được điều đó, mình không thể nào thành Phật được. So, you aspire. May I be able to hold all the teachings of the Buddha. Cho nên mình phải khao khát là mình có thể gìn giữ được tất cả giáo pháp của Đức Phật. And may I be able to teach the practices of Bodhisattva in all directions.
Và nguyện là mình có thể giảng dạy pháp hành của Bồ Tát ở tất cả phương hướng. Verbally, non-verbally. Bằng ngôn ngữ hay là không, không qua ngôn ngữ. And may I myself be able to practice like Samantabhadra. Và nguyện bản thân của mình sẽ có thể tu tập được như ngài Phổ Hiền. And not only this, not only one life, but in all future aeons. Không chỉ những trong một đời mà là trong tất cả kiếp tương lai. Sibatam jituyan korwana sono meje tane mezeni tabda sharap tingjin namtar da yundin kunji meje jotu jurus cycling through all existences may I gain merit and wisdom inexhaustible may I and be a bottomless store of all means prajna samadhi emancipations and good traits. Nguyện con khi còn tại cảnh luân hồi, con sẽ tích tụ vô lượng phước huệ, nguyện cho con được vô tận công đức tạng, chứa đầy trí dũng định hạnh và giải thoát. Now this is aspiring to have all the great qualities of enlightened beings. Thì đây là sự khao khát muốn có được tất cả công hạnh của tất cả các bậc chứng ngộ. So aspiring that wherever I am born, wherever I go, may I become a never ending treasury of such great qualities. Nguyện là cho dù mình sinh vào đâu, cho dù mình đi đến đâu, thì nguyện là mình là một cái kho tàng mà không bao giờ bị vơi tận. For example, may I have vast merit. Ví dụ như là mình nguyện là mình có phước báo rộng lớn. That just being somewhere, the merit of a whole land, whole nation changes because of, you know, our existence there. Chỉ cần là mình ở một nơi nào đó, mình đến một nơi nào đó, mình ở đó, thì do cái phước báo rộng lớn của mình, thì nó sẽ thay đổi, nó làm cho trù phú vùng đó. May I have never ending wisdom. Và nguyện mình có vô tận trí tuệ. Tireless wisdom. Trí tuệ không bị mệt mỏi. May I be extremely skillful in benefiting sentient beings and in my practice. Và nguyện mình rất khéo léo trong công hạnh làm lợi lạc cho chúng sanh và trong sự tu tập của mình. May I have the wisdom mind of seeing the ultimate truth directly. Nguyện mình có trí tuệ tâm mà có thể nhìn được sự thật tuyệt đối, trực diện thấy được sự thật tuyệt đối. And may I have hundreds of thousands of countless of meditative concentrations in it. Nguyện cho mình đạt được cả trăm ngàn định khác nhau. So in this way, may I be a bottomless store of these great qualities. Nguyện cho mình là vô tận công đức tạng, có nghĩa là nguyện cho mình là một cái vật gì đó chứa mà nó không có đáy, nó có thể chứa tất cả công hạnh đạo đức trong đó. And not just in enlightened qualities, even things like how to make a building, how to, you know, all of this. Không chỉ là những đức hạnh của
giải thoát giác ngộ, mà ngay cả những gì tốt đẹp như là kỹ năng xây nhà cửa rồi. Earlier masters, they knew, they were doctors, they were astrologers, they were poets, they were artists, they were carpenter, they knew everything. Tại vì các vị đạo sư đó, họ biết giống như là họ biết y thuật, họ biết sáng tác thơ, rồi họ biết làm mộc, làm gỗ, họ biết tất cả mọi thứ. As Shantideva says, Jasen namche malapa ngu dikhaya your minds. There's nothing that a bodhisattva should not learn in order to benefit sentient beings. Tại vì Ngài Tịch Thiên nói là không có cái gì mà một vị Bồ Tát không học hay là còn gọi là không biết để phục vụ lợi ích của chúng sanh. Yeah. Then I think everyone is a little bit depressed today. Depressed. Oh gosh. Any questions? Có câu hỏi gì không? Tại mọi người nhìn giống như bị. What happened? Tập trung quá. Need some sugar. Càng đường không? Please, if you have questions, you can raise. Nếu mà mọi người có câu hỏi thì cứ hỏi. She's asking other people to ask questions. Đúng nào cũng kêu người khác hỏi câu hỏi. Thì thầy giảng dạy về Phổ Hiền Bồ Tát. Trong cái nguyện thứ nhất thì mình phải làm sao để mà lay khắp được mười phương chư Phật. Giống như nhất lễ thì phải lễ kính hết tất cả chư Phật, thì mình phải lúc đó mình khi mình lại mình quán tâm như thế nào để mà mình lay được nhiều Phật. He asked because he teaching on the aspiration of Samantabhadra, and on the first aspiration of making prostration to all Buddha, how we going to visualize to able to prostrate to all the Buddha, because he wasn't here yesterday. We'll talk about this a bit later. Mình sẽ nói về vấn đề này về sau. In the beginning, the most important thing is for you to know, for you to just think that I am prostrating to all the Buddhas. Nhưng mà cái bước đầu á là nó quan trọng là mình phải biết và mình nghĩ là mình đảnh lễ tới tất cả các vị Phật, có nghĩa là tới chư Phật luôn. Anyway, what difference does it make when you visualize one Buddha or you visualize countless Buddha? Thì cái sự khác biệt ở chỗ nó khác biệt gì khi mà mình quán tưởng là một vị Phật hay là vô lượng Phật? But yes, there are many things that we did discuss yesterday, and we will discuss a bit later because similar things will come again. Nhưng mà nó có rất là nhiều thứ thì hôm qua mình đã có bàn về vấn đề đó rồi, nhưng mà tí nữa thì mình cũng bàn về đó lại nữa, và nó sẽ có nhiều cái nó trùng hợp với, nó giống nhau như hôm qua. Visualizing countless of your body of yourself also. Cũng giống như là mình quán tưởng mình có phân mình có nhiều thân, quán tưởng mình có nhiều thân cũng như vậy đó. That's good. Mọi người yên nữa là mình đã tốt. Hình như tất cả mọi người đây có một số người cũng đã từng đi Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng.
thấy tượng Phật trong Bồ Đề Đạo Tràng rất là uy nghi, giống như có cái như vậy. Thì trong Phật giáo nói thì mình có tâm và thân, nhưng mà nếu mình ngồi ở đây mà mình cái tâm mình vẫn quán chiếu về đó, mình lạy Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng, nếu vậy thì nó có cái công đức như thế nào vậy? Most of us here happen to Bodh Gaya at the main temple, where we see the statue of Buddha Sakyamuni. It's very special. If we are sitting here and our mind is thinking that we are making prostration to the statue in Bodh Gaya, what is the difference for the merit? Depends on the motivation and devotion. Nó phụ thuộc vào cái động cơ của mình, cái tâm của mình và cái tín tâm của mình. That's just a stone statue. Bên đó, ở đó chỉ là một cái tượng đá thôi. You know, it has blessing because we have devotion. Và tượng đá đó có sự giá trị hay là gọi là sự ban phước là tại vì mình có tín tâm. Buddha have said in the sutras that someone who makes prostration to me and offering to me, someone who makes offering prostration to my stupa, someone who makes offering prostration to an imagination of me, merit is the same. Đức Phật Thích Ca có nói là những ai mà cúng dường và đánh lễ ngài, có nghĩa là khi mà ngài còn tại thế á, thân tướng này, và những ai cúng dường đảnh lễ khác thờ phụng ngài, hay là những ai cúng dường đảnh lễ bằng sự tưởng tượng ra ngài, có nghĩa là quán tưởng đó, thì phước báo giống nhau. You will notice this yourself too. Mình sẽ nhận thức được điều này bản thân mình luôn. When you have a Buddha statue on your altar with the offering and everything, you feel very respectful to the statue. Tại vì nếu mà mình có một cái hình tượng Phật ở trên bàn thờ và mình cúng dường cúng kiến, thì mình có tự nhiên mình có khởi được cái tâm tôn kính với cái tượng đó. But when you see Buddha statue in a Thai restaurant or in an Indian restaurant, you're not so respectful. You don't make prostration, you don't make offering. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái tượng Phật ở trong nhà hàng Thái hay là trong nhà hàng á, thì mình không có tôn kính lắm, và mình cũng không có đảnh lễ và cúng dường. It's the same. It's just Buddha statue actually. No difference. Thì nó giống nhau mà, nó cũng chỉ là tượng Phật thôi mà, nó đâu có khác biệt gì đâu. It really depends on our motivation. Cho nên nó rất là nó phụ thuộc rất lớn ở động cơ của mình. Yeah. That's good. You have... I have one before. Normally when we buy the mandala ring, right? And we look for something elegant, beautiful, like silver or gold. It looks so nice. But the first time I buy, I see the copper, you know, a copper, it doesn't show all the detail and it look ugly. But when you use it for offering, and later on, I find it more beautiful the way you look at it. Yes, could be. Giống như hồi đó em thỉnh cái mạng đà la cũng vậy. Thường thường mình đánh bằng đà la, mình kiếm cái nào nó chi tiết nó đẹp, bằng vàng hay bằng bạc, nó chi tiết nó rõ. Nhưng mà lần đầu tiên thỉnh thì em thỉnh một cái bằng đồng, nhìn thô sơ lắm. Nhưng mà khi mà mình dùng cúng dường một thời gian thì tự nhiên cái tâm mình thấy, ủa sao nó đẹp quá vậy? So basically you should pray and aim to become, to be and to do whatever sentient beings need. Thì đơn giản là mình nên cầu nguyện và
đặt mục tiêu hay là mục đích là có thể làm lợi lạc cho tất cho chúng sanh tất cả những gì họ cần. Many of the teachers of Manibhadra, now this prayer is taught to Manibhadra by Samantabhadra, right? This young Bodhisattva received this prayer from Bodhisattva Samantabhadra. Many of Manibhadra's teachers, when you think about their lives, some of them were businessmen. Some of them were just children playing. Some of them were kings. Some of them were nuns, some monks. Some were goddesses, like who he met in Bodh Gaya in the nighttime. And everyone is gone. You know, then she appears and teaches him like that. Tại vì cái bài Phổ Hiền nguyện này là ngài Phổ Hiền đang giảng dạy cho ngài Thiện Tài Đồng Tử, và khi mà mình nghĩ về ngài Thiện Tài Đồng Tử, mình nhớ đến là các vị bậc thầy của ngài Thiện Tài Đồng Tử, thì có những vị, khi mà mình nghĩ về cuộc đời của những vị bậc thầy đó, thì có những vị là thương nhân, vua, hay là những trẻ con, và ngay cả một thiên nữ ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì ở khi ngài đến Bồ Đề Đạo Tràng thì khi mà tối đến không còn ai ở Bồ Đề Đạo Tràng nữa, thì thiên nữ hiện ra giảng pháp cho Thiện Tài Đồng Tử. There is this. And when it comes to Bodhisattva's activities, you cannot bring your ordinary morality into this. Khi mà nói đến công hạnh của Bồ Tát, mình không thể nào đem cái hiểu hay là cái đạo đức bình thường của mình á, đạo đức bình thường của mình vào trong này được. Thuộc riêng ngao và riêng gì? Các con nằm nhà, theo là nằm. Shantideva said, because the Buddha knows everything, things that are not allowed to the Sravakas is allowed to the Bodhisattvas. Tại vì ngài Tự Thiên nói là Đức Phật biết tất cả mọi thứ, cho nên những cái mà không các vị thanh văn không được phép thì các vị Bồ Tát lại được phép. For example, there's this, I think, a Chan master who was reading this prayer every day, and he has so much devotion to Samantabhadra. He wishes, I wish I could meet Samantabhadra like Manibhadra did. So one afternoon he fell asleep. He take a nap. In his dream, he hears a voice that says, go to the to a loop, you know, there is a horse, yes, brothel, you know, brothel. Brothel. Go to the brothel and there you will meet Samantabhadra. Thì có một câu chuyện của một vị thiền sư trong thiền tông nha, thiền sư của trong thiền tông. Thì cái vị này thường tụng Phổ Hiền hạnh nguyện, và ngài lúc nào cũng khao khát muốn gặp được ngài Phổ Hiền như là ngài Thiện Tài Đồng Tử. Thì tới một buổi chiều đó thì ngài đang ngủ kiểu là ngủ trưa cái gì đó, thì trong giấc mơ ngài nghe được một âm thanh chỉ dẫn ngài là hãy đi đến một kỷ viện, nhưng mà thực sự cái từ kỷ viện này là đậm điếm chứ không phải là thường là một kỷ viện. So he's a monk and he's an abbot, but he has no doubt this is a proper dream. So he goes to the brothel, and there is a, I don't know, like a prostitute or geisha, you know, singing. She's singing song about lovers meeting by a river like that.
And there's many men looking at her. So he thought, one of these men is Samantabhadra, you know, must be. So he looked at every man's face carefully. You know, look, who is Samantabhadra? Maybe he give me a signal, you know. Nhưng mà vị thiền sư đó là một tu sĩ xuất gia, ngài cũng là một vị trụ trì, nhưng mà với niềm tin của ngài và ngài biết được trong giấc mơ này, cái giấc mộng này là thật, chính xác, cho nên ngài mới đi đến kỷ viện hay là động viện. Thì trong lúc đó thì có một cô, có thể là kỹ nữ hay là một cô gái mại dâm, đang múa nhát, múa nhảy và nhảy múa và ca bài hát về tình yêu giữa nam và nữ thì trên sân khấu. Và ở dưới khán đài á, thì có rất là nhiều người nam đang ngồi. Thì vị thiền sư đó nghĩ là có lẽ là ngài Phổ Hiền đang hiện hiện làm những vị nam ở đây đang nghe, thì ngài Phổ Hiền sẽ cho ngài một cái tín hiệu để nhận biết là ngài Phổ Hiền. Why was your explanation so long? Translate. So, and they are all surprised. Why is this monk here? Và những người ở đó thì họ cũng ngạc nhiên là tại sao một vị tỳ kheo ở đây. Then his eyes meet the girl, and immediately the girl transformed into Samantabhadra, the prostitute. Thì bắt đầu cặp mắt của ngài để ngó tới cô kỹ nữ. Thì khi mà ngó tới cô kỹ nữ thì lập tức cô kỹ nữ biến thành ngài Phổ Hiền. And the song, which was like lover's song, transformed into Dharma, and he heard that. All of them kept seeing this girl and listening to her song, but he saw Samantabhadra and received teachings. And as he was leaving quietly, the girl came after him and said, I hope that whatever you saw today will be a secret. Thì cái câu, cái bài hát của cô kỹ nữ đó là có bài hát về tình yêu nam nữ, thì nó trở thành một bài pháp, và cô kỹ nữ đó trở thành là ngài Phổ Hiền. Nhưng mà đối với mọi người đang nghe thì là đang nghe một bài hát về nam nữ và một cô kỹ nữ đang biểu diễn, và đối với vị tỳ kheo đó, vị thiền sư đó, thì ngài nghe được trở thành một bài pháp giảng dạy cho ngài. Và sau khi ngài nghe xong thì ngài lặng lẽ bước đi ra rời khỏi, thì cô kỹ nữ mới chạy theo ngài và nói với ngài là cô kỹ nữ mong là những gì ngài thấy ngày hôm nay sẽ là bí mật. So to wish and pray to be able to become whatever beings need, this is what Bodhisattva should do. When you're reciting this, remember this, please. Cho nên để mong muốn hay là nguyện có thể làm lợi cho hay là đưa đến những gì chúng sanh cần, thì cũng như vậy, cho nên khi mà mọi người còn trì tụng cái này thì hãy nhớ đến cái câu chuyện này. Now then the next, okay, next one is a very big topic, so we do it after. And that one is directly related to, also related to what he was asking. Yeah. Thì cái câu kế thì cái tiêu đề nó hơi lớn, cho nên mình sẽ để nó vào buổi chiều, và nó liên quan đến cái câu hỏi của anh của. Who has not heard teaching about emptiness here? Ai đã chưa từng nghe qua pháp về giảng dạy về tánh không hay là tánh không? Yeah.
That's good. Then it's easy. No, I don't know. You have not heard before? What? Okay. We had to teach us. Yeah, but in detail. In detail. Mọi người chưa nghe giảng người ta không qua không? Oh yeah, it will come in the ninth chapter. Nhóm mình. Không, không tất cả mọi người có đã học tấn công qua chưa? Nghĩa là chưa tấn công qua từ thầy hay là từ mọi nơi? Từ ở mọi nơi đã học tấn công qua chưa? Để kêu một cái từ khoan. Maybe she have listened, but they, he have returned to the teacher. It's like Amazon, Amazon thing, you return it back. Giống như là chị mua hàng ở trên trang Amazon giờ chị có thể trả lại. I know a man who, you know, Germany we have a media market, MediaMarkt, where you buy a phone. And so he every time there's new phone he buy. And he returned it within 15-20 days, so he get his money back. He just use it for. Thì có nghe là ở bên tại MediaMarkt là cái siêu thị điện máy ở bên Đức thì phải, thì chắc là người Đức. Thì có một cái người mua thường khi mà điện thoại mới ra thì mua về xài rồi xong sau 15 ngày trả lại để lấy tiền lại. Minh Ngọc on Zoom, he say he have heard about the teaching of emptiness, but it's very difficult. Yeah, that's true. He has one more question. Can he ask? Oh yes, of course. Yes, tell me. Thì trong kinh Hoa Nghiêm thì nói là Phật tử ngài được ngài Văn Thù nói để đi học tất cả các cái pháp môn của các vị Bồ Tát, các vị thiện thần nhất. Nhưng mà thì ngài Văn Thù có khả năng, có khả năng để giảng dạy tất cả những gì mà các vị kia giảng dạy. Nhưng mà lý do là sao ngài Văn Thù lại biểu Phật tử là phải đi học hết tất cả các vị kia? Because in the sutra, Manipanta is a student of Manjushri in the first place. Mm. And Manjushri sent him to learn from different bodhisattva and different god and goddess bodhisattva. But all that ability to teach Manipanta from the different bodhisattva, Manjushri had it. But why he had to send Manipanta to different teacher to learn? First of all, someone like me cannot tell you why Manjushri did something. Đầu tiên là những người như tôi có thể nói cho anh biết, trả lời cho anh được là nhà Văn Thù làm việc như thế nào. But it definitely has to do with Manibhadra's own, how to say, to which teachers he had karma to receive, what kind of teachings. Nhưng mà đối với ngài Thiên Tài Đồng Tử á, thì có thể là do tại vì đối với một vị đạo sư nào, ngài có nghiệp lực với vị đạo sư đó và có gọi là phù hợp căn cơ với pháp môn đó, với vị đạo sư đó. And also as a teaching for us future generation to know that we should receive, we should go to receive teachings from many Buddhas and Bodhisattvas. Và nó cũng là bài học cho hàng hậu thế như mình để mình học là biết được là mình nên học pháp từ tất cả các vị đạo sư và các vị Bồ Tát. Because every bodhisattva they have their own qualities. Tại vì tất cả các vị Bồ Tát mỗi vị đều có đức hạnh riêng của các họ. Yeah. Due to their own practice and their own aspirations, so definitely you receive different types of teachings. Do họ có phát nguyện và cái pháp tu của họ nó khác biệt, cho nên họ có khả năng
hướng dẫn pháp một cách đặc biệt của họ. But when Manibhadra met Maitreya, Maitreya tells him that all of these teachings happened because of your guru Manjushri. Nhưng mà khi mà ngài Thiện Tài đồng tử gặp ngài Di Lạc Bồ Tát á, thì ngài Di Lạc Bồ Tát mới nói là tất cả các pháp mà ngài Thiện Tài đồng tử học á, ngài học được á, ngài thọ nhận được là đều nhờ đạo sư của ngài là Vân Thù Sư Lợi. You have this sutra in Vietnamese? Yes, we have. Oh. Mình có kinh đó ở tiếng Việt. You should read. Cho nên mình nên đọc. Thì cũng có nhiều người tụng. Slowly, slowly, finish it. Từ từ rồi mình đọc ra tụng hết. Cứ tụng từ từ. It's so good. Nó rất là hay. Okay. Right, so we take a break. Thì mình nghỉ ngơi trước hồi hướng. Số năm thì tôi nghĩ gì? Nhờ con đường này, quyền dụng chủ tâm vừa vào diện đạo, diện đạo nghiêm dương, lo rộng cơ, diện rộng vững ngoài. Giáo hợp tâm trí trung quanh, tâm bình dạo vô đề tâm, nói nào chờ vào diện, lần mạnh, nói nào đã vào diện. Tạo được đều là đem vời. Thank you.